Chương 1558, tiền nhân vô cùng lợi hại. Nói tới đây, Liễu Trung Nghiên cầm tay vợ hắn nói: "Nếu không có thê tử ta, ta đã chết trong tay Hàn Vị." Lúc ấy, Phong Cương Tiên rời đi tiên thành trăm vạn dặm ở địa phương đó. Ta đột nhiên bị đánh lén, trọng thương lại là tại phường khu phố, đổi lấy một cái tấm bùa phản kích hắn. Hắn cũng bị thụ thương, lúc ấy ta chỉ mới đi hậu kỳ hư tiên. Hắn là hậu kỳ hư tiên, ta chỉ là sơ kỳ hư tiên. Ngay tại thời điểm ta chờ chết, ta gặp thê tử của ta. Nó lúc ấy cũng là hư tiên hậu kỳ. Làng trên tay ta mua một đan dược, biết là Phong Cương Tiên Thành Hàn Vị. Hắn không phải thứ tốt, lúc ấy mới là do ta đánh lén Hàn Vị, đem Hàn Vị giết. Chúng ta vì là lẽ tránh Lục Chính Quân đuổi giết, một đường chạy ra Việt Hành Thiên. Lục Chính Quân, Diệp Mạc nghĩ tới Hoàng Việt Thiên, Lục Chính Quân không nghĩ tới Liễu Trung Nghiên chủ động nhắc tới tên này. Liễu Trung Nghiên gật đầu nói, chính là Lục Chính Quân, hắn là Việt Thành Thiên Vực Thiên Chủ. Hàn Vị kia dù là có điểm thế lực đối với Lục Chính Quân căn bản, là một tên nhỏ bé không phải gì, không hiểu vì sao hắn lại tuyên bố đuổi giết ta. Ta cũng không biết rõ. Chúng ta tại Việt Hành Thiên vài lần thiếu chút nữa bị người ta đuổi giết, may mà cuối cùng gặp được người tốt. Hắn đem chúng ta mà khỏi Việt Hành Thiên, sau đó chúng ta đã trải qua vài cái thiên vực tới Văn Cử Thiên Hắc Lô Lâm. Việt Hành Thiên Thiên Chủ quyền lực tuy rằng lớn, nhưng mà cũng cha không tới đây. Chúng ta vẫn là lưu lại Hắc Lô Lâm quanh thân. Diệp Mạc nghĩ không tới Liễu Trung Nghiên cùng hắn tới từ Trung Tu Chân Đại Lục không nói, còn là có chung địch nhân. Bất quá hắn cũng không nói ra hắn có ẩn cừu oán cùng Lục Chính Quân. Lục Chính Quân còn không biết là dưới đó ai là lấy đồ của hắn, cho nên hắn căn bản không cần nói chuyện này. Thế tục của ta sau đó sửa lại tên họ theo ta luyện đan. Đáng tiếc ta tại tù chân giới là đan vương cao nhất, mở tiên giới cố tình đột phá không được cửu phẩm đan vương thăng cấp tiên đan sư. Thế tử ta cũng là luyện đan trình độ tích cửu phẩm đan vương hậu kỳ, cũng như nhau, giống nhau là không đột phá được. Nói tới đây, Liễu Trung Nghiên thở dài một câu, tựa hồ là nghĩ tới bọn họ thăng cấp từ hư tiên tới kim niên gian nan. Nghe Liễu Trung Nghiên nói xong, Diệp Bạc mới hiểu được mình là may mắn cỡ nào. Người ta luyện là 10 vạn năm mới là kim tiên hậu kỳ, mà mình luyện mới có mấy năm đã là kim tiên sơ kỳ. Người ta dùng mấy chục vạn năm hay là cửu phẩm đan vương, mình dùng mới có mấy ngày thời gian là từ cửu phẩm đan vương thẳng tới tiên đan sư. Lúc đó nói hắn phi thăng thời điểm là tiên đan sư, bởi vì không có tiên linh thảo thử nghiệm mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được tam sinh quyết cường đại cùng nghịch thiên, khó trách ngay cả Lôi Kiếp cũng không buông tha cho hắn. Tam sinh quyết này thực sự nghịch thiên, chính mình tư chất này cũng lĩnh ngộ nhanh như vậy. Đổi lại một cái tư chất hảo điểm tù sĩ luyện tam sinh quyết, cái kia lĩnh ngộ thế nào khủng bố. Diệp Bạc cũng không biết, nếu như tám hệ linh căn tạp tu quán cũng là cực kỳ thừa thớt. Có cái cộng đồng địch nhân lại là đến từ Lạc Nguyệt Địa Lục. Diệp Mạc lúc này là cũng phải có tầm giúp đỡ Liễu Trung Nghiên vợ chồng họ. Nghĩ tới đây, cái xương cá Lục Chính Quân Diệp Mạc lòng chính là một cái trận không thoải mái. Cho Liễu Trung Nghiên nói xong, hắn lập tức gọi: "Ngươi có biết cái kia Lục Chính Quân tu vị gì không? Hơn 10 vạn năm trước ta nghe nói hắn là Đạ La Tiên. Bây giờ không phải đã muốn thành tự vị tiên, ta cũng không rõ. Theo tao đoán hắn là muốn thăng cấp vị tiên, vì hắn là một cái thiên chủ vực, tài nguyên tu luyện hẳn đơn giản tu luyện đi." Liễu Trung Nghiên cao mày nói, hiển nhiên cái thiên chủ này lòng hắn cũng là cực kỳ không thoải mái. Liễu Mạn ngắt lời: "Ta nghe nói thập nhất thiên vực khó thành tựu vị tiên." Diệp Mạc hút một ngụm khẩu khí: "Đại La Tiên,
Nếu hắn là phổ thông tu sĩ chỉ có thể là xa lắm không trốn rất xa. Nhưng mà hắn có thế giới trang vàng, có tam sinh quyết, chỉ cần thời gian tích lũy đủ, hắn không tin mình là không bằng cái đại la tiên. Không đợi Liễu Trung Niên tiếp tục nói, Diệp Mặc chủ động nói: Liễu huynh, ta cùng ngươi ở tiên sở cốc có chút sâu xa, nếu ngươi nguyện ý lời liền là ở tại Hắc Lô Đan Lâu. Chúng ta đương nhiên nguyện ý. Liễu Trung Niên lập tức đứng lên kinh hỉ nói. Sau khi nói xong, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, sau đó lôi kéo thê tử của hắn bái Diệp Mặc vì sư. Họ dù là kim tiên tu vị cũng chính là không dám đầu nhập vào môn phái nào là thứ nhất. Thứ hai là cũng không dám đi cái gì đại thiên thành cùng đấu giã hội. Hơn nữa chính họ lại không thể thăng cấp tiên đan sư nên tu luyện là rất gian nan. Diệp Mặc biết Liễu Trung Yên ý tứ vội qua tay. Liễu huynh ngươi không cần gấp, tu vị người so với ta cao hơn. Hơn nữa dù là bối phận người so với ta lớn hơn. Hiện tại chúng ta ngang hàng luận sao, không tồn tại thu đồ đệ tử chuyện tình. Cho nên ngươi cũng không cần nhất thiết phải bái ta làm thầy. Vậy sao được, Liễu Trung Niên vội nói. Muốn học tập luyện đàn đương nhiên phải bái sư. Hắn khai sáng một cái tông môn đối với đó rất là để ý. Diệp Mặc mỉm cười, chúng ta cũng không cần dối dắm chuyện này. Ngươi trước tiên luyện chữa một lò đàn để ta nhìn. Nghe Diệp Mặc nói vậy, Liễu Trung Niên không có tiếp tục kiên trì nữa. Mà là phỏng trường Diệp Mặc phi thăng không có bao lâu, nhiều nhất là không vượt qua 5 vạn năm. Nhưng mà Diệp Mặc chưa nói, hắn không hỏi chuyện này. Nếu hắn biết Diệp Mặc phi thăng mới là 5-6 năm thời gian, hắn không chừng là điên mất. Không chỉ nói hắn, bất luận kẻ nào biết một cái phi thăng mới 5-6 năm tu vị đã là kim tiên đều lộ tiên. Nghe Diệp Mặc làm cho mình bảo mình luyện chế một lọ đàn, Liễu Trung Niên há không biết Diệp Mặc là muốn chỉ điểm hắn. Hắn lập tức tế ra đàn lô cùng thanh mặt viêm, lấy một cái phần tiên đình thảo tại trước mặt Diệp Mặc bắt đầu luyện chế điện nguyên đàn. Thấy lượng nghị Liễu Trung Niên thuần thục hòa tan tiên đình thảo, tụ linh ngưng đàn, phân đàn, kéo đàn, thu đàn, cuối cùng thành tựu là một lò phế đàn. Diệp Mặc thở dài một tiếng, biết Liễu Trung Niên cùng hắn phạm sai lầm giống nhau. Hơn nữa, hắn phạm sai lầm hơn mình còn lớn hơn. Trừ bỏ tụ linh bên ngoài, hắn cũng không có giữ lại trụ tiên đàn tiên vận. Nếu thế đi xuống, dù là hắn luyện chế được cái luyện chế tới mấy chục vạn năm, hắn còn là một cửu phẩm đan vương. Không phải là tư chất hắn không tốt, cũng không phải hắn không thích hợp luyện đan, bởi vì một cái tầng đơn giản cửa sổ chỉ điểm mà thôi. Chỉ cần nói ra sẽ không có bất luận gì bí mật. Đáng tiếc Liễu Trung Niên tại tiền giới vẫn luôn mệt mỏi, không có sư phụ cũng không có ai chỉ đạo, càng sẽ là không cùng khác biệt tiên đan sư đồng thời giao lưu. Tiên đan sư tại tiền giới địa vị rất cao, căn bản không phải phổ thông như là hư tiên kim tiên có thể ngồi cùng chỉ nói chuyện. Có lẽ tại tu chân giới không hiểu vấn đề cùng một ít đan vương lẫn nhau phát giao lưu, chính là tại tiền giới không giống. Hơn nữa Liễu Trung Niên bởi vì liều mạng tu luyện tăng chính tu vị, mình càng không thể hạ tầm cân nhắc. Nếu hắn có thể hạ tầm bế quan cân nhắc trăm năm mà nói, không chừng hắn thực sự có khả năng luyện chế tiên đàn. Tiên giới luyện chế đàn dược của những môn phái, người nào không trải qua vô số năm tích lũy, vô số tiên đàn luyện ra mới là chậm rãi tổng kết. Mà hắn và mình bắt đầu, mình đã có tam sinh quyết, chẳng khác nào là một miễn phí lão sư. Diệp đàn sư, Trung Niên luyện đàn thủ pháp có hay không địa phương có vấn đề, chúng ta lúc này vẫn là không thể luyện chế được tiên đan. Một bên Liễu Mạn Thế Diệp Mặc đáng tiếc ánh mắt lập tức chỉ biết trước mắt cái Diệp đàn sư này, khả năng đã biết bọn họ vấn đề ở đâu, lập tức run giọng hỏi. Nàng đương nhiên biết Liễu Trung Niên bức thiết muốn thăng cấp tiên đan sư, đáng tiếc chính là không mấy năm hắn cũng chưa bao giờ đột phá. Diệp Mặc gật gật đầu, xuất một cái chỗ ngọc giản trống, đem chính mình tu luyện tâm đắc rào lên, đưa Liễu Trung Niên nói: Người xem cái này đi, tiếp theo lô đan dược người có thể luyện chế ra một loại tiên đan nhất phẩm. Liễu Trung Niên còn tưởng Diệp Mặc là tiêu khiển hắn, dù là chính mình phương pháp không đúng cũng không đến mức chỉ nhìn học giản liền tiếp theo lọ đan dược có thể luyện chế được tiên đan. Tuy rằng lòng là thế, chính hắn cũng vội và đem ngọc giản trong tay Diệp Mặc đưa thần thức vào. Chính là thời gian hắn run rẩy nói: Chẳng lẽ đơn giản như vậy? Đơn giản như vậy? Diệp Mặc khẳng định.
Liễu Mạn cũng đem ngọc giản tiếp nhận, nàng cùng Liễu Trung Yên giống nhau kích động không thể tin. Đồ vật đơn giản như vậy họ thực sự là mười mấy vạn năm cũng không có tìm hiểu thấu. Diệp Bạc biết họ nghĩ gì, lần hai nói, không phải là các người tìm hiểu không thấu, mà là các người căn bản không có khả năng định tâm để tìm hiểu. Liễu Mạn tưởng tượng cũng là cùng Liễu Trung Yên luôn là trốn chết cùng trong tu luyện vượt qua, nào có thời gian tìm hiểu đàn đạo. Chỉ biết là luyện chế mấy cái nhiều lô tiên đan cũng trở thành tiên đan sư, kết quả lãng phí càng nhiều, bọn họ càng cẩn thận. Cấp thấp tiên linh thảo cũng là cấp thấp linh thảo bất đồng, cũng không phải là cách đường cái đồ vật. Cho dù là bọn họ thăng cấp kim tiên cũng không có nhiều như vậy, nhưng mà bọn họ cũng lãng phí rất nhiều. Mà tới các Liễu Trung Nghiên muốn khẩn trương lần thứ hai, lấy một cái lò tiên linh thảo ném nhập đàn lô bắt đầu luyện đan. Tay hắn thậm chí so với Diệp Mặc còn thuần thục hơn, chính là hắn ngồi một nén nhang thời hạn. Thời gian, một lò địa nguyên đan xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ta thành công, chỉ một cái lò hạ đẳng địa nguyên đan mà thôi, Liễu Trung Nghiên lại kích động nói năng lộn xộn. Có thể thấy bản thân hắn luyện chế tiên đan chấp nhất cỡ nào. Liễu Mạn cũng đồng dạng kích động nắm lên một cái địa nguyên đan nướt xuống. Nàng biết chỉ cần Liễu Trung Nghiên có thể luyện chế tiên đan, vậy có nghĩa là nàng cũng có thể luyện chế. Chờ hai người kích động tỉnh táo lại, Diệp Mặc lần thứ hai cự tuyệt Liễu Trung Nghiên bái sư. Hắn biết chỉ cần đem Liễu Trung Nghiên lĩnh vào, như vậy là sẽ mở ra một cái môn phái tu sĩ tuyệt đối là một lần đại thành. Liễu Trung Nghiên chậm rãi yên tĩnh, càng lại trực tiếp với Diệp Mặc nói, Diệp đan sư, người chính là Liễu Mạn thần nhân, dù là tương lai lần thứ hai sáng lập tiền dược cốc, người cũng là sư phụ ta. Có Liễu Trung Nghiên cùng Liễu Mạn hai người tiền đan sư gia nhập, Diệp Mặc cuối cùng thanh nhàn xuống dưới. Hắn có thể không vừa xuất quan vừa luyện đan, trừ bỏ một ít nhị phẩm tiên đan cùng tam phẩm tiên đan, Diệp Mặc thậm chí có thể đi Hắc Lô trấn đi dạo. Tiếc thay, cái loại nhàn rỗi này cũng không có hưởng thụ bao lâu. Mới hơn 10 ngày thời gian, Giang Cận bắt đầu đi đến chỗ Diệp Mặc. Lại có người muốn gia nhập Hắc Đàn Đồ Lâu của chúng ta. Diệp Mặc nhìn vội vàng Giang Cận. Giang Cận vội nhỏ giọng, Diệp đại ca, lần này là một người cực kỳ lợi hại tiên nhân tới tìm người, người xem một chút có hay không gặp nguy hiểm. Tiên nhân cực kỳ lợi hại, Diệp Mặc đứng lên nghi hoặc nhìn Giang Cận. Giang Cận lập tức gật đầu, đúng vậy, Duẩn đại ca nói là nhìn không xa tu vị của đối phương. Chương 1559, bạn lữ song tu đưa tới cửa. Duẩn đừng kìm tiền tu vị, nhìn không ra đối phương tu vị, cái kia đối phương ít nhất là huyền tiên cấp. Diệp Mặc lập tức nhíu mày, huyền tiên cũng thời vạn nhất là đại ất tiên. Hắn ngay cả trốn chính mình ở truyền tống trận cơ hội cũng không có. Là một lữ tù xinh đẹp, hiện tại làng ta an bài ở phòng khách. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, Giang Cận lần thứ hai bổ sung. Diệp Mặc gật đầu đứng lên, ta đi xem người không cần lo. Diệp Mặc thân thức quét đến phòng khách, biết tu vị là cao tiên nhân kiêng kỵ nhất người khác vụng trộn, dùng thân sức quan sát. Có vài người tính tình cổ quái, lấy dụng thần thức rình coi, lý do giết người cũng là chuyện thương thinh. Phong cách là một người phụ nữ quần áo lữ tử xinh đẹp, mặt mày nhíu lại, tướng mạo quả thực như Giang Cận, cực kỳ xinh đẹp, tuyệt không kém Văn Tại Y, cái loại lữ nhân đen thổi lui, tóc dài sau lưng thành lưỡng đạo tiền hoàn kết, hoàn kết ở giữa làn tóc trắng loãng như ngọc cảnh trên cổ, lộ ra một cái loại thản nhiên tiền vận. Nhưng là Diệp Mặc trực tiếp xem nhẹ qua, hắn thấy nữ tu này tu vị lại nhẹ thở. Nữ tu này là kim tiên viên mãn tu vị. Xuân Ưng sở dĩ đoán không ra, bởi làng cùng Liễu Trung Nghiên vợ chồng giống nhau là ẩn nấp tu vị. Thấy Diệp Mặc tiến vào, nữ tu kia không có vội, cũng không nói gì, cũng chính là đánh giá cao thấp Diệp Mặc một lần. Không biết vị tìm bối này tìm ta có chuyện gì, Diệp Mặc chủ động ôm quyền ẩn cần hỏi thăm một câu. Nếu đối phương muốn ẩn nấp tu vị, hắn rõ ràng liền à như không biết đem nàng xem thành huyền tiên trên tu sĩ. Nữ tu kia đánh giá Diệp Mặc, mày liền nhăn lợi hại lẩu bẩu nói, đáng tiếc tu vị quá thấp. Diệp Mặc lòng cười lạnh, chính là kim tiền viên mãn nói mình tu vị quá thấp. Hắn xem cái loại kim tiền viên mãn nữ như này không phải đối thủ quán. Nữ tu kia lầm bầm hồi lâu hoàn tất mới nhìn Diệp Mặc nói, người ngồi trước đi, ta giới thiệu một chút, ta kêu là Tần Niệm Mân, tới từ Cùng Hòa Thiền,
Vốn Diệp Mặc nghe tới kêu là Tần Miện Nân, Lữ Tu Đạo Khách Thành Chủ, lòng rất khó chịu không bằng. Hắn đang nghe là Cung Hoa Thiên ba chữ, đem có chịu cưỡng chế xuống. Cung Hoa Thiên không phải hắn cùng Tố Tố đám người ước muốn đi hội họp sao? Vốn dĩ Diệp Mặc tính toán thăng cấp tới Huyền Tiên lại đi. Hắn cũng biết Diệp Mặc Mặc Nguyệt Chi Thành dù đã có người phi thăng cũng không có khả năng nhanh như vậy. Không nghĩ tới hôm nay nữ nhân này trong miệng nói ra Cung Hoa Thiên. Diệp Mặc không nói lời nào, Tần Niệm Mần có chút vừa lòng gật đầu nói. Ta đi ngang qua Hắc Lô Lâm, nghe tên người tam phẩm tiên đan sư còn là kim tiên tu vị. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, Tần tiên tử có chuyện gì nói thẳng, ta không thích quanh co. Tần Niệm Mần ngược lại kinh ngạc nhìn Diệp Mặc liếc một cái. Theo lý mà nói, hiện tại mình so với hắn tu vị cao hơn nhiều, tu sĩ nói chuyện đều là cố kỵ, lúc đó là cò quắp đề phòng trước cái Diệp đa sư thái độ. Lần đầu tiên thấy người này nói chuyện trực tiếp nhưng lại đem tiền bối đổi thành Tần tiên tử xưng hô, chẳng lẽ hắn không sợ là mình tức giận tùy tay giết hắn? Không bằng lập tức nàng gật đầu yêu cầu liền là Diệp Mặc người như thế, nếu sợ hãi rụt rè nhát như chuột, chỉ nói là nàng không đến một lần. Ta hy vọng người giống trở thành song tu đạo lữ của ta. Tần Niệm Mân không có chuyển biến gọn gàng dứt khoát. Diệp Mặc ngây người, hắn nghĩ quá nhiều khả năng. Cái này Tần Niệm Mân có thể là tìm hắn hỗ trợ luyện đan, tìm hắn tình luyện tiên linh thảo, thậm chí lừa bịp tống tiền tiên tinh, đều nghĩ tới không nghĩ tới cái mỹ nữ này là tới tìm hắn làm song tu đạo lữ. Nói cách khác chúng ta muốn thành vì kết làm vợ chồng song tu đạo lữ. Tần Niệm Mần thấy sửng sốt, Diệp Mặc lập tức bổ sung một câu, đồng thời lòng là đắc ý vẻ đẹp của nàng mạo phỏng. Bất luận một cái làm tu nào nói lời như thế, đối phương cũng là rớt mất một cái bánh nhân thịt cảm giác. Thế Diệp Mặc không biết đối phương vì cái gì nói cái ý kiến này, chính hắn cũng hiểu chuyện này khẳng định có chút không đúng. Dù là thực sự hắn cũng không tính toán cùng Tần Niệm Mân trở thành song tu đạo nữ. Hắn nhìn người cảm quan mãnh liệt, ánh mắt đầu tiên thấy Lữ Tu Lảnh nhớ tới Văn Thải Y. Nàng cùng Văn Thải Y cùng là một loại nữ nhân tính cách, mình là trung tâm vũ trụ, tuy rằng không có Văn Thải Y bén nhọn loại này, lại giống nhau là cường thế. Chỉ cần người đáp ứng trở thành yêu cầu của ta, ta sẽ. Tần Niệm Mân tiếp Diệp mà còn không có từ trong sâu phản ứng kịp, cố lần thứ hai nói. Không bằng lần này thì Diệp Mặc là ngăn cả nàng tiếp tục nói, trực tiếp cắt đứt nói. Thật xin lỗi, ta vô pháp tới giúp người. Nếu như không có chuyện gì, Tần tiên tử xin tự nhiên. Tần Niệm Mân không ngờ Diệp Mặc cự tuyệt. Tuy rằng nàng lập tức nói sẽ cùng Diệp Mặc trở thành song tu đạo lũ chỉ đạt lâm thời, chính nàng thực sự không chịu đựng được chính mình không nói ra, đối phương chủ động nói không được. Biết là nàng chủ động đến tìm một cái tiểu kim tiên, đối phương chỉ là tiên đan sư mà thôi, có tư cách gì đắn đo? Lòng cực độ không thoải mái, Tần Niệm Mân hừ một tiếng nói, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu lầm ý tứ ta. Ta cũng có tiện đến tùy tiện tìm một người kết làm vợ chồng, rất đúng là giao dịch. Ngươi làm bộ người yêu của ta, sau đó chúng ta diễn một vở tuồng liền như thế thôi. Diệp Bạc mỉm cười, Tần tiên tử, ta hiện tại thời gian tu luyện không đủ, không có thời gian cùng người chơi trốn kiếm trò du hí, thật không có hảo ý tứ. Nói xong Diệp Mặc đứng lên liền rời phòng khách. Người tỷ này không, chỉ cần ngươi rời đi ta lập tức đem người Hắc Lô Đan Lâu san bằng thành đất phẳng. Tần Niệm Mần thấy Diệp Mặc là kim tiên sơ kỳ cũng dám không để ý tới nàng, xoay người bước đi, lập tức đứng lên quát giận. Làm bình thường tốt tính, thậm chí cùng sư huynh muội nhiều người hữu huyết hữu tiếu, giờ na không có làm nàng tức giận, đích thực tình huống là chọc giận nàng, nàng nổi giận rồi. Diệp Mặc quay đầu lạnh giọng nói, ta không tin. Thế Diệp Mặc nói ba chữ kia tiếp tục rời đi. Tần Niệm Mân bỗng nóng nảy, nàng bật thốt, ta có thể đưa người bất luận cái gì đồ vật muốn. Trước mắt người kia là một tam phẩm tiên đan sư, nhưng lại có như thế một cái tính tình, đúng là thích hợp chọn người nhất. Lòng Diệp Mặc cười lạnh, cho mình bất cứ đồ vật cũng không sợ mạnh miệng. Đầu lưỡi của cô liền là một cái kim tiền tù sĩ, dám nói loại này, không tin người xem. Nói xong Tần Niệm Mân vùng tay một đống lớn đồ vật dừng trước người. Trên bàn ngũ thải tần phần các loại nhan sắc đều có, thoạt nhìn đều là hoa cả mắt. Vốn cho rằng Tần Niệm Mân cố dùng cưỡng bức, nghĩ không tới nàng cự nhiên không có trực tiếp động thủ, ngược lại xuất đồ vật hấp dẫn mình. Diệp Mặc ngược lại có chút kinh ngạc, dù đã hắn chướng mắt mấy thứ này nhưng mà nếu lấy ra nhìn xem cũng là vô phương. Diệp Mặc thần thức quét qua cũng không khỏi bội phục nữ tu này giàu có, tuy không có một tiên tinh, chính là đồ vật cũng không kém. Ngay cả cấp 5 tiên phủ, các loại đan dược tài liệu cự nhiên là trung phẩm phi hành tiên khí. Cái trung phẩm phi hành tiên khí này lập tức Diệp Mặc biết
tâm niệm mân chẳng những giàu có hơn nữa, thân phận khẳng định không phải đơn giản. Trong phạm vi hành tiên khí đơn giản là luyện khó khăn, càng chủ yếu là tài liệu cực kỳ khó. Nhất kiện trùng phẩm phi hành tiên khí giá tuyệt đối là không thấp hơn thượng phẩm công kích tiên khí. Nhưng dù là vậy, không có được Diệp Mặc để mắt, thần thức hắn chính là hơi quét qua một chút là thu hồi. Thế Diệp Mặc còn muốn ra ngoài căn bản không đem mình ra gì, đem mình thành không khí. Tần Niệm Mân chỉ biết Diệp Mặc không phải một cái chịu uy hiếp, vội nói: "Ta thu hồi chính mình mới vừa rồi lời nói, hướng người giải thích." Diệp Mặc lúc này tới cửa nghe Lữ Tù đạo khiển, cũng không dừng lại, chính là đạo mạc lên tiếng: "Một khi đã vậy, người mời liền đi. Nơi này là ta Hắc Lô Đan lâu địa phương." Thế Diệp Mặc chất lượng cực kỳ khó. Tần Niệm Mân nhanh chóng nói: "Diệp đan sư, ta lại lấy một vài thứ ra, nếu người không nguyện ý hợp tác lời nói, ta lập tức bước đi. Ta nghĩ làm một cái tới cửa làm ăn chuyện, người liền sẽ không có nói hoàn lại kiên nhẫn cũng không có đi. Nhiều bằng hữu hơn, lúc một ngày đằng kia ngươi đột nhiên đến cung hoa tiền cũng không biết chừng." Diệp Mặc nghe đến câu ngược lại lập tức ngừng lại. Hắn không sợ Tần Niệm Mân uy hiếp, chính là vừa rồi Tần Niệm Mân lấy ra đồ vật biểu hiện nữ tu này đơn giản, thực không đơn giản. Nếu nàng là cung hoa tiên có bối cảnh, đem tới chính mình đi cung hoa tiên đắc tội như vậy một người luôn là không tốt. Diệp Mặc lần thứ hai ngồi chỗ xuống. Thấy Diệp Mặc trở về, Tần Niệm Mân lòng mừng rỡ, nàng không biết mình cuối cùng nói câu kia có tác dụng không, bằng nàng cũng không dám hướng Diệp Mặc mạnh bạo, chính là lấy 5-6 bảo vật đồ dạng. Nhìn Diệp Mặc nói: "Người xem mấy thứ này người có vừa lòng, chúng ta nói một chút, chính là người đề xuất một yêu cầu ta cũng có thể thỏa mãn." Tần Niệm Mân không tin Diệp Mặc bất hòa giao dịch của nàng. Diệp Mặc là một cái tiên đan sư, khẳng định có kỳ dị mùi lửa. Nàng xuất ra liền có một cái kỳ viêm tử tủy. Kỳ viêm tử tủy ở tu chân giới cực kỳ trần quý tài liệu, có thể cung cấp bất luận mùi lửa thăng cấp. Loại này tài liệu tiền giới thừa thớt, tuy rằng dù là kỳ dị mùi lửa thăng cấp đến tử sắc tại tiền giới chỉ là thấp nhất hỏa diễm, nhưng kỳ dị mùi lửa thăng đến tử sắc cũng không đơn giản, mà kỳ viêm tiên tử là lồ vật đổ loại đó. Diệp Mặc lòng cười thầm, cái này Tần Niệm Mân hiển nhiên không có nói chuyện làm ăn kinh nghiệm, còn không bắt đầu nói đã đem mình con bài chưa lật tất cả lấy ra, bằng không bởi vậy Diệp Mặc đối với nàng ngược lại nhiều hơn hào cảm. Diệp Mặc thân thức đảo qua năm đồ vật, lập tức thấy kỳ viêm tiên tủy. Nếu tại tu chân giới thấy kỳ viêm tiên tủy, Diệp Mặc nhất định mừng rỡ như điên. Hiện tại hắn cũng không có bao kinh hỉ, hắn là vụ liên tâm hỏa đã tử sắc, hơn nữa bây giờ là thâm tử sắc thành tự như hiểu nhiên. Dù là dùng kỳ viêm tử tủy cũng chỉ là màu thiển tử, với hắn mà nói không có nóng vội. Đương nhiên, nếu mà dùng khối băng tạch này, khẳng định nguyện ý tiền giới để kỳ dị hòa diễm thăng cấp tài liệu rất nhiều. Nếu mà Tần Niệm Mân điều kiện cao, hắn thà rằng không cần kỳ viêm tiên tử tử tủy. Chương 1560, ụ đá thứ 5. Hơn nữa, Diệp Mặc bây giờ biết mồi lửa trong tiền giới thăng cấp vô cùng khó khăn. Chỉ là một cách kỳ viêm tử tủy cũng chỉ khiến mồi lửa làm màn khởi động. Lúc trước, hắn dù biết mồi lửa của tiền giới đầu tiên cần cắn nuốt tinh không viêm tủy, nhưng cũng không biết kỹ lưỡng cho lắm. Sau khi thấy miếng ngọc giản người con gái đại la tiền kia sớm biết rõ, cho dù là có tinh không viêm tụy cũng không phải bất kỳ mồi lửa nào có thể cắn nuốt. Trong tiền giới với thăng cấp mồi lửa mà nói, cái câu miêu tả đơn giản nhất đó là tử niết vi tam phá niết thị tiền tiểu trì cực trí thần diễm vô song. Bất luận mồi lửa nào chỉ cần thăng cấp được, sau khi mồi lửa đó thăng cấp thành màu tím sẽ tiếp tục cắn nuốt nguyên liệu cao cấp để khiến mồi lửa thăng cấp, hoặc là cắn mồi lửa cùng loại
sau khi đến trình độ nhất định mùi lửa đã tự tiến hành niết bàn. Mùi lửa sau khi niết bàn diễn sinh ra hỏa linh, hình thành mùi lửa có sinh mạng. Lúc này bên ngoài mùi lửa màu tím hình thành vòng sáng màu vàng nhạt, đó là mùi lửa tự niết bàn cấp 1, còn gọi là mùi lửa tự niết bàn cấp 1. Khi mùi lửa tự niết bàn cấp 1 đã tiếp tục cắn nuốt nguyên liệu hoặc mùi lửa khác, sau khi thăng cấp lần nữa hình thành hai cái đường vàng sáng, cũng gọi là mùi lửa tự niết bàn cấp 2. Sau khi thăng cấp bên ngoài mùi lửa hình thành ba đường sáng màu vàng là mùi lửa tự niết bàn cấp 3. Nếu lúc này là mùi lửa còn thăng cấp thêm hình thành 4 đường, gọi là không còn là mùi lửa mà là tiên diễm. Mùi lửa hình thành 4 đường sáng màu vàng chính là tiên diễm cấp 4. 5 đường sáng màu vàng là tiên diễm cấp 5. 6 đường sáng màu vàng là tiên diễm cấp 6. Mùi lửa có thể thăng cấp cấp độ đỉnh cũng quan hệ tới nguyên liệu cắn nuốt, lại càng có mối liên hệ với niết bàn. Niết bàn lần đầu của mùi lửa tím liên quan tới độ cao, sau này mùi lửa tu sĩ có thể thăng cấp. Cho nên lần đầu tiên niết bàn rất quan trọng. Đương nhiên căn cứ những gì ghi lại, mùi lửa có thể thăng cấp lên tiên diễm dường như đều là thiên hỏa. Rất ít địa hỏa thăng cấp được tiên diễm. Cho nên đẳng cấp thiên hỏa càng cao, độ cao có thể đạt được cũng càng cao. Trong tiên giới, tiên diễm xếp thứ 10 trước giờ đều là thiên hỏa kỳ dị top 10 thăng cấp. Mà mùi lửa sau khi lên tiên diễm cấp 6, nếu tiếp tục thăng cấp, dù đến cực hạn, lúc này hỏa linh của mùi lửa đã đại thành, hình thành thần diễm. Trong tiên giới, thần diễm là mùi lửa cao cấp nhất. Sĩ Mặc Tử Miễn Ngọc Giản, người con gái Đại La Tiên, đưa cho biết được lai lịch mùi lửa đầu tiên trong tiên giới. Chỉ vì tiên diễm tăng cấp lên thần diễm mới hình thành mùi lửa đệ nhất trong tiên giới, vì chỉ có thần diễm mới có thể cắn nuốt tinh không viêm thủy. Một khi thần diễm nào đó sau khi cắn nuốt tinh không viêm thủy rồi lập tức thành mùi lửa đệ nhất tiên giới. Nếu như hai loại thần diễm cắn nuốt tinh không viêm thủy, vậy hai mùi lửa đó sau khi gặp nhau cùng cắn nuốt, thằng nào thắng đó là thần diễm đệ nhất tiên giới. Sở dễ nói chỉ có thiên hỏa thứ 2 đến thứ 10 có thể thăng cấp đến thần diễm đệ nhất. Vì bởi vì ngoài thiên hỏa top 10, những mùi lửa khác căn bản không thể thăng cấp tới thần diễm. Thần diễm không thể thăng cấp, càng không nói đến chuyện cắn nuốt tinh không viêm thủy gì đó. Diệp Bạc nhớ tới cái miếng đậu phụ mềm mình lấy được ở Diễm Hải Cấm Địa, không biết đó có phải là tinh không viêm thủy không. Vì Diệp Bạc biết rằng mùi lửa thăng cấp khó khăn. Còn có mùi lửa màu tím chỉ là bước khởi đầu khiến cho hắn hứng thú với kỳ viêm tử thủy giảm đáng kể. Hắn có một cái vụ liên tâm hỏa, chờ chắc thăng cấp tiên diễm, càng không nói đến thanh như hiểu nhiên. Đẳng cấp thanh như hiểu nhiên quả thực cao hơn vụ liên tâm hỏa, quan trọng hơn là vụ liên tâm hỏa của Diệp Bạc giờ đã đủ dùng. Dù là biết vụ liên tâm hỏa không có cơ hội thăng đến thần diễm, Diệp Bạc cũng không lo, thần diễm cách xa hắn vạn dặm quá xa. Đương nhiên nếu như có thể dùng cách khác đổi lấy được kỳ viêm tử tùy, Diệp Bạc cũng không do dự. Dù sao đó là nguyên liệu thăng cấp mùi lửa cao mà hắn cần. Nếu không có kỳ viêm tử tùy, Diệp Bạc cũng không cần. Đã là hạ lệnh chủ khách. Bây giờ đối phương có kỳ viêm tử tùy, Diệp Bạc không muốn tâm niệm mần dạ xong tu lấy được. Hắn đành phải lật ngược tình thế trước khi tân niệm mần lấy ra một đống đồ, dường như muốn tìm đồ gì khác, thực sự đang nghĩ cách giữ lại kỳ viêm tử tủy của đối phương. Tần Niệm Mân vốn dĩ muốn nói chuyện, thấy Diệp Bạc tìm tỏi đống đồ trước mình muốn ấy, miễn cưỡng ép lời xuống. Ồ, Diệp Bạc ngạc nhiên lấy thủy tinh cầu từ đống đồ đó ra. Sở dĩ tìm thủy tinh cầu vì trong thủy tinh cầu có hình ụ đá này tương tự 4 ụ đá trong thế giới trang vàng. Hắn Diệp Bạc chống ngực đập thình thịch, nếu nói hắn có thứ gì quan trọng nhất thì chính là ụ đá thứ 5 này. Thế Diệp Bạc cầm thủy tinh cầu trong tay, Tần Niệm Mâm vội nói, thủy tinh cầu này tôi ghi lại một lần ở đấu giá hội bán ra ụ đá. Vì ụ đá đấu giá quá cao, cao nhất từ trước tới nay, hơn nữa còn cha tôi nói ụ đá này hẳn có 5 ụ, cho nên tôi ghi hình lại, không chừng một ngày tôi tìm được một ụ cũng phát tài. Diệp Bạc lòng trầm xuống, ụ đá có thể bán với giá cao nhất từ trước tới nay, bất luận ai bán thì người đó không phải người mà hắn có thể đối kháng. Tiền giới quả khác với tù trần giới, chỉ cần là đồ tốt không bị mai một. Tần Niệm Mần bỗng nói, lúc đó ụ đá được bán với giá trên trời 8 tỷ tiên tinh thượng phẩm cộng thêm một cái tiên linh mạch thượng phẩm. Diệp Mặc hít một hơi khí lạnh, 8 tỷ tiên tinh thượng phẩm cộng một đoạn tiên linh mạch
lên là giá bao nhiêu rồi. Đừng nhìn hơn 100 đoạn linh mạch cực phẩm hắn lấy được từ Tác An Sơn, nhưng cái đó là vì bao nhiêu vị diện bao năm mới tích lũy lên. Huống chi tiền linh mạch cũng không phải là linh mạch tu chân giới có thể so sánh. Không đợi Tần Niệm Mân nói gì thêm, thần thức Diệp Mặc là quét vào bên trong thủy tinh cầu. Một ụ đá vô cùng rõ rệt xuất hiện trong tầm thức Diệp Mặc. Ụ đá giống hệt 4 ụ đá trong thế giới trang vàng. Hơn nữa mấy chữ trên Diệp Mặc nhìn rõ: thủy ngũ hành tề thế giới toàn. Đây là ụ đá mệnh thủy trong đá ngũ hành, cũng là cái thứ hắn đang còn thiếu. Nói cách khác, hắn chỉ cần tìm ụ đá này, ngũ hành thế giới trang vàng đã đầy đủ. Một khi ngũ hành thế giới hỗn độn đầy đủ, đồng nghĩa với việc hắn chính thức có thế giới riêng mình. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lòng kích động, thậm chí khống chế không được bản thân. Hắn có khống chế được thế giới đó có nghĩa là hắn xây dựng được rất nhiều nơi tu luyện trong thế giới trang vàng của hắn. Những người mình thích có thể ở với mình thế giới ngoại đạo nguyên này. Tần Niệm Mần bỗng hơi liếc nhìn Diệp Mặc giật mình. Tầm kích động vừa nãy lập tức bị nước đá dội vào nóng như vậy. Nếu như người con gái này phát hiện mình có hứng thú như vậy, cô ta nghi ngờ không? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thậm chí kìm chế không nổi muốn ra tay giết Tần Niệm Mần. Lúc hắn còn đang suy nghĩ có nên giết Tần Niệm Mần không, Tần Niệm Mần bỗng nói: anh nghĩ kỹ chưa? Tôi ở đây lại có đồ mà anh nhắm chúng, thì anh cứ lấy đi. Dù là thủy tinh cầu đó, tôi cũng có thể phục chế cho anh một phần. Diệp Mặc ngượng ngùng cười cười, thân thức rời thủy tinh cầu, nói: không ngờ có đồ giá trị như thế, tôi đang nghĩ chẳng may tôi lấy được một cụ đá, cũng không cần đi luyện đàn chịu tội nữa. Phì, Tần Niệm Mần bỗng chịu không được mà phì cười, chỉ Diệp Mặc kìm không được nói: anh đừng suy nghĩ hão huyền, giống như tôi ngày đó. Anh biết lúc đó người dùng thủy tinh cầu ghi hình là bao nhiêu không? Người của toàn hội đấu giá có thủy tinh cầu này, nhưng mà tôi không thấy người nào tìm được ụ thứ hai. Anh đừng có suy nghĩ làm gì. Diệp Mặc thầm than: người con gái này thật là giỏi thay đổi. Vừa nãy còn nói muốn san bằng đầu đan lâu của mình, giờ nói chuyện mang theo khẩu khí này quả thực khiến cho hắn không còn gì để nói. Hắn giả bộ ngại ngùng đặt thủy tinh cầu trong tay xuống, lắc lắc đầu nói: tôi biết, tôi chỉ là có chút nghĩ mà thôi. Nói xong, Diệp Mặc giả bộ lờ đãng hỏi: đúng rồi, cái người có khí phách lớn như vậy, nhiều tiền tình như vậy, không ngờ là tiêu 8 tỷ tiền tình mua một cụ đá phỏng. Tần Niệm Mân bỗng nhiên là lạnh lùng, giống như người nãy cười không phải cô, tiện tay thu cái đồ bên bàn nói: nếu anh không có hứng thú với đồ của tôi, vậy tôi đi. Nói xong liền là đứng dậy rời phòng khách. Lần này Diệp Mặc sốt ruột, đây chẳng phải lừa người không? Nếu như người con gái này đi rồi, hắn đến đâu tìm tung tích ụ đá? Thế này với hắn mà nói rất quan trọng. Hắn căn bản còn định đợi khi nào mình thành vị tiên, từ từ dán quảng cáo tìm kiếm, giờ có tung tích hắn đâu chịu buông tha. Khiến Diệp Mặc sốt ruột là hắn hết lần này tới lần khác lại còn giả bộ không theo lý, thậm chí ụ đá nhắc đến cũng không nhắc mới. Lúc này Diệp Mặc có chút nghi ngờ Tần Niệm Mần, cảm giác Diệp Mặc biết tung tích ụ đá. Nếu không tại sao lúc trước lại lo lắng mình không hợp tác, giờ là chủ động muốn đi? Quả nhiên là dù có không có trao đổi, người có lăn lộn đến kiếm tiền, bất luận là nam nữ có chút vốn liếng. Mắt nhìn Tần Niệm Mân rời phòng khách, Diệp Mặc mấy lần muốn gọi lại cuối cùng cũng kìm chế được. Hắn biết một khi lộ ra hứng thú với ụ đá, chính là không phải chuyện đùa, thậm chí đáng sợ hơn việc lấy được gốc cây của Lục Chính Quân. Diệp Mặc quyết định xong, đợi người con gái này rời đi, hắn nén nút theo sau, không tin công pháp ẩn nấp tam sinh quyết này có thể không theo dõi được người con gái này. Chỉ cần xác định được người con gái này là của người cùng Hoa Thiên, vậy được rồi. Chỉ cần biết hội đấu giá hội của Hoa cùng Hoa Thiên bán ra ụ đá giá trên trời là sự thật, vậy thì hẳn có thể nghe ngóng từ nơi khác. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lòng nhẹ nhõm, may mà còn chưa chặn được người con gái này, nếu không mình có khả năng bị cô ta nghi ngờ rồi. Chương 1561 Hỗn độn tình vực. Tần Niệm Mân là cô gái cẩn thận và tỉ mỉ, khẳng định là mình không hề cảm giác sai. Cái tên Diệp Mặc trước mặt sau khi cầm thủy tinh cầu nháy mắt kích động, chứng tỏ hắn lưu ý tới ụ đá, nên cô liền không do dự đi về phía cửa để bản thân
chiếm lấy thế thượng phong, chủ động khiến cô không ngờ ngay cả khi cô khắp sắp rời khỏi phòng khách, cái tên Diệp Đan Sư không hề có ý định muốn gọi cô. Lẽ nào thực sự cô suy đoán sai? Tính cách và bản lĩnh luyện đan Diệp Mặc đều là ứng cử viên tốt nhất. Nếu muốn tìm người khác thay thế Diệp Mặc, khó mà tìm được. Nghĩ tới đây, Tần Niệm Mân là ngừng lại, quay đầu nhìn Diệp Mặc rồi nói: người mụ đá kia, chỉ có ta và cùng cha ta vài người khác biết thân phận y mà thôi. Nếu ngươi không cần tin này, ta đi thật đấy. Không tiến. Diệp Mặc lần này nói không chút do dự, hắn biết đối phương xác thực là bắt đầu hoài nghi, nên nếu như lúc này hắn còn tỏ ý định với cái ụ đá kia, căn bản hắn là thằng ngốc. Dù chỉ mình cô ta biết được tin tức ụ đá, hắn cũng không hỏi tới. Chỉ chờ thực lực của hắn cường hãn tới mức độ nhất định mới có thể trực tiếp tiến tới thẳng cùng Hoa Thiên mà hỏi. Tần Niệm Mân lại ngây ngẩn người, không ngờ Diệp Mặc lại thực sự không để ý. Lúc này cô mới biết hẳn là mình phán đoán sai. Đúng thôi, cái tên Diệp đan sư trước mặt mới là kim tiên, ụ đá kia là có giá mấy tỷ tiên tinh, căn bản là thứ hắn không thể mơ tưởng tới. Một tiên đan sư sơ cấp như hắn, dù là luyện chế đan dược vô số năm cũng không thể kiếm mấy tỷ tiên tinh. Quyền chủ động lần nữa mất đi, giọng Tần Niệm Mân thậm chí mang theo ý tứ thỉnh cầu. Diệp đan sư, lẽ nào những thứ người nhìn cũng không thuận mắt, người giúp ta lần này ta tuyệt đối không để người bị thiệt. Nghe câu này của Tần Niệm Mân, Diệp Mặc làm bộ trầm ngâm một lúc, lòng là mừng thầm, đồng thời hắn là thầm than quả là liễu ám hoa mình hữu nhất thôn. Trong cái hoàn cảnh khốn khó mà cũng tìm được lối thoát, làm chuyện gì cũng cần phải bảo trừ sự bình tĩnh, nếu thiếu kiên nhẫn bản thân luôn là người chịu thiệt. Cô gái Tần Niệm Mân này muốn mình cùng cô ta giả trang thành một đồi đạo lữ song tu, nhất định là cần chính mình cùng cô đi một chuyến. Chỉ cần theo cô ta đi một chuyến, vậy thì là quang minh chính đại biết tới thân phận cô ta. Nếu như trên đường lại có thể hỏi tung tích ụ đá kia, không gì tốt bằng. Nếu như hỏi không được, vậy thì trước tiên cứ biết được nhà cô ta ở đâu, chờ sau này thu vị mình cao hơn là quang minh chế đại về mà hỏi. Thích Diệp Mặc trầm ngâm không nói, Tần Niệm Mần càng không dám nói gì, chỉ một bực chờ đợi nhìn chằm chằm Diệp Mặc, ước gì Diệp Mặc lập tức yêu cầu đồng ý với cô. Sau khi Diệp Mặc trầm ngâm một lúc, thở dài nói: con người ta thích mềm không thích cứng, cô có biết cách dụng tâm đấy. Thôi được rồi, cô nói xem tôi phải giúp cô thế nào, sau đó tôi có thể xem xét một chút xem giúp được hay không. Lòng Tần Niệm Mân đại hỉ, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Diệp Mặc nghĩ tới chỉ thời gian ngắn ngủi gặp gỡ hai người mà hai người đều muốn lợi dụng lẫn nhau thì lòng không khỏi có chút cảm giác buồn cười. Sau khi ngồi xuống, Tần Niệm Mân nói tiếp, giọng trở nên mềm mỏng hòa hoãn: Diệp đan sư, tôi là đến từ Đại La Tiên Môn, cực kiếm tiên môn thuộc Cung Hoa Thiên. Đại La Tiên Môn, trong môn phái các cô có Đại La Tiên Nhân sao? Diệp Mặc giật mình hỏi, hắn không thể ngờ không giật mình được. Liễu Trục Nghiền nói với hắn, Thiên Chủ Việt Hành Thiên là lục chính quẩn cũng chỉ là Đại La Tiên Nhân, vậy mà cực kiếm tiên môn lại được công nhận là Đại La Tiên Môn, ý nghĩa trong môn phái của Tần Niệm Môn là Đại La Tiên Nhân có. Đúng thế, cha tôi là Đại La Tiên Nhân, là Thiên Chủ Cung Hoa Thiên cũng phải khách khí với cha tôi ba phần. Tần Niệm Mân nói một cách tự hào. Diệp Mặc nghi hoặc nói tiếp, nên là cha cô không bị Thiên Chủ Cung Hoa Thiên quản lý. Tần Niệm Mân sững sờ nhìn Diệp Mặc nghi hoặc hỏi lại, chẳng lẽ anh cho rằng Thiên Chủ Mộc Thiên vực là lớn nhất ư? Diệp Mặc xấu hổ gật đầu, hắn đúng là cho như vậy. Nếu như là Thiên Chủ Mộc Thiên vực thì đương nhiên là người có quyền lớn nhất trên toàn bộ thiên vực. Ách, Tần Niệm Mân có cảm giác không biết nói gì. Tôi hoài nghi rằng anh đã phi thường nhiều năm như vậy, nhưng có hay không vẫn chưa bao giờ quan tâm loại chuyện này hay không? Thiên Chủ Mộc Thiên vực quả thực quyền lực rất lớn, nhưng cũng không phải là người có thể quản lý toàn bộ người trong thiên vực. Đương nhiên tôi nghe Trung Thiên vực và Thượng Thiên vực rất nhiều thiên chủ của một thiên vực là người quyền lực lớn nhất, không có bất kỳ một ai dám phản bác ý tứ thiên chủ, nhưng hạ vực thiên chủ chúng tôi, thiên chủ không phải là người quyền lực lớn nhất, rất nhiều thế lực các Đại La Tiên Môn đều không kém so với phủ thiên chủ, hơn nữa còn có một ít tiên môn thực lực là lớn hơn cả phủ thiên chủ, chỉ là người ta không có ý muốn làm thiên chủ mà thôi. Hóa ra là vậy. Diệp Mặc thở dài, điều này đối với hắn mà nói thực tế lại là chuyện tốt chứ chẳng phải chuyện xấu. Vì nếu như thiên vực, chuyện gì thiên chủ có thể quản lý thì vị thiên chủ ấy nếu muốn tìm một người trong thiên vực của mình chắc chắn gặp nhiều khó khăn. Khó trách vì sao mình và rừng rậm Hắc Lô ở đã lâu lại chưa từng có tin tức lệnh truy nã mình. Hóa ra rừng rậm Hắc Lô cũng chưa chắc là nơi thiên chủ và văn cử thiên vực quản tới. Đương nhiên có thể là do thiên chủ của văn cử thiên không muốn tất cả mọi người đều biết chuyện, cuối cùng cũng tiện nghi cho hắn.
Tần Niệm Hân trợn mắt liếc Diệp Mặc một cái nói: "Cha tôi có người bạn tốt tên là Công Tôn Ân. Vị Công Tôn Ân này chẳng những là đại la tiên nhân, hơn nữa là tiên đan sư ngũ phẩm. Công Tôn Ân có một tên đệ tử là Công Tôn Trì Ngọc, cũng là tiên đan sư. Về phần tiên đan sư mấy phẩm tôi không biết, nhưng cha tôi muốn gả tôi cho tên Công Tôn Trì Ngọc, tôi lại không muốn." Diệp Mặc hiểu đôi chút. Tần Niệm Hân nhất định muốn mình giả mạo làm đạo lữ song tu sau khi ra mắt cha cô, để cho cô bỏ cái ý định đem cô gả đi khỏi đầu. Sau khi hiểu ra, Diệp Mặc nghiền nói: "Tiên môn không phải là chú ý tới sự môn đăng hộ đối sao? Cái tên Công Tôn Trị Ngọc kia là tiên đan sư, hơn nữa là sư phụ đại la tiên, vì sao cô không đồng ý?" Trên khuôn mặt ngọc ngà Tần Niệm Hân hiện lên một tia ửng đỏ. Từ lúc nói chuyện với Diệp Mặc tới giờ là lần đầu tiên cô nói với dáng vẻ thẹn thùng khó khăn một cô gái bình thường: "Tôi biết, nhưng tôi có người trong lòng rồi. Anh ấy cũng là tiên đan sư, hơn nữa hiện tại là tu vị huyền tiên." Diệp Mặc không ngờ mình đoán sai, vẫn nghi hoặc: "Cô đã có người trong lòng, vậy vì sao không đưa về ra mắt trường bối? Đừng nói là sợ cha cô đột nhiên nổi giận giết người trong lòng nên mới nhờ tôi đi chết thầy đó nhé." Nói xong, Diệp Mặc lập tức cảnh giác. Loại chuyện này thực sự có thể xảy ra. Hiện tại hắn biết rằng Tần Niệm Hân tới từ đại la tiên môn Cực Kiếm môn, cũng không có nên liều mạng chấp nhận vụ giao dịch. "Anh nói mò gì đấy? Danh tiếng của cha tôi ra sao có thể giết một kim tiên nhanh? Anh quá đề cao chính mình. Tôi lấy mạng mình ra đảm bảo cha tôi tuyệt không làm gì anh. Tôi sở dĩ muốn cho anh thay thế vì cha tôi nhất định đòi gặp mặt, nhưng người trong lòng tôi thì đi vào tinh vững hộn đột đi tí luyện rồi." "Đợi một chút." Diệp Mặc lần nữa cắt đứt lời Tần Niệm Hân: "Cái tinh vực hỗn độn kia là nơi nào?" Diệp Mặc nghe hai chữ thí luyện lập tức nghĩ đến việc luyện thể của mình. Hắn đang lo lắng không có lời tu luyện luyện thể, nếu Tần Niệm Hân nói cái tinh vực hỗn độn kia, không biết có phải lời thích hợp để luyện thể không. Diệp Mặc hiện tại hiểu rất sâu với luyện thể, tìm không được nơi điều kiện tốt luyện thể mà thôi. Nếu như tinh vực hỗn độn kia là điều kiện luyện thể, vậy thì không gì tốt hơn. Tần Niệm Hân thở dài: "Tôi thực sự không hiểu vì sao anh có thể luyện tới kim tiên đấy. Cái gì anh cũng chẳng biết. Tinh vực hỗn độn là lời tốt nhất trong 11 hạ tiên vực để tu sĩ tu luyện. Khắp nơi là một mảng hỗn độn, xung quanh đều có nguy cơ. Trong đó có thể tu luyện thể, cũng có thể luyện các pháp thuật tiên nguyên, dù là thần thức cũng có thể tu luyện. Là nơi thí luyện hay nhất trong 11 thiên vực. Mặc dù bên trong là một mảng hỗn độn, nhưng cũng có người nói rằng bên trong chia ra làm 9 tầng, mỗi khi lên thêm một tầng nguy cơ càng tăng. Nhưng cũng có nhiều người nói chia làm 36 tầng, thật hư thế nào tôi không biết vì tôi chưa từng vào đó." Nói tới đây, chân mày Tần Niệm Hân nhướn lên. Tinh vực hỗn độn cũng không phải nơi bất kỳ ai có thể vào thí luyện. Nếu như không có được dũng khí và thực lực nhất định đi vào đó là muốn chết. Nói xong, trong mắt cô mang theo cái tia tự hào và tưởng niệm, hiển nhiên nhớ tới người lòng cô đang thí luyện ở tinh vực hỗn độn. Diệp Mặc không hề để ý tới tâm tư Tần Niệm Hân, lập tức nói: "Tinh vực hỗn độn kia ở địa phương nào, thế nào mới có thể vào đó?" Tần Niệm Hân lập tức nhíu mày bất mãn nhìn Diệp Mặc: "Diệp đan sư, giờ là tôi tới để anh hỗ trợ, anh hiện tại còn chưa đồng ý giúp tôi, ngược lại là tôi lại phải giải đáp thắc mắc của anh." Diệp Mặc nghĩ lại thấy thực đúng như vậy, nhưng vì rất nhiều thứ hắn chưa hiểu nên là vô thức đặt câu hỏi. Lúc này xấu hổ: "Xin lỗi, tôi chỉ là muốn xem cái tinh vực hỗn độn ở đâu, rảnh rỗi tôi cũng muốn tới." Lòng Tần Niệm Hân ầm thầm lắc đầu. Diệp Mặc chẳng những là người một chẳng phải thuộc đại tông môn, bản thân là tiên đan sư bình thường vậy mà muốn vào tinh vực hỗn độn sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng cứ ở Hắc Lô trấn vượt cấp giết tu sĩ kim tiên trung kỳ đã là giỏi? Nếu mình nói cho hắn biết, nếu vào tinh vực hỗn độn, nói không chừng nào mới vào là chịu không nổi mà chết, không biết hắn bị đả kích tới mức nào. Bất quá hiện tại mình còn cần hắn giúp đỡ nên là nhịn xuống mà cố gắng nhẫn nại đáp lời. Trong tinh vực hỗn độn cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều kim tiên hậu kỳ vào cũng đều chết. Anh chỉ là kim tiên sơ kỳ mà muốn vào thì nghĩ tôi cũng nặng, đừng nghĩ tới. Hơn nữa muốn vào tinh vực hỗn độn cần phải có đại la tiên nhân dùng liệt không phù phá vỡ lối đi vào tinh vực hỗn độn mới được, bất quá lúc xa, không cần thiết phải như thế. Diệp Mặc trầm mặc sau đó dứt khoát nói: "Tần tiên tử, tôi đồng ý giúp cô nhưng cô phải đáp ứng tôi hai điều kiện." "Anh không phải là muốn vào tinh vực hỗn độn chứ? Nếu như vậy không phải là tôi giúp anh mà là giết anh. Tôi xác thực có thể lấy được liệt không phù phá vỡ vào tinh vực hỗn độn, nhưng tu vị của anh vào là tìm chết." Tần Niệm Hân không đợi Diệp Mặc nói ra kinh ngạc kêu, hiển nhiên cô đoán ra tâm từ Diệp Mặc. Chương 1562, giao dịch thành công. Diệp Mặc lần này hoàn toàn không có cái vẻ để ý như trước trịnh trọng nói: "Quan tâm, chỉ cần cô đưa tôi một tấm liệt không phù, sau đó chỉ tôi làm thế nào đến tinh vực hỗn độn, tôi ắt có cách.
Đương nhiên tôi cũng đồng ý yêu cầu của cô giúp cô trước. Tần Niệm Mân nhìn Diệp Mặc hồi lâu thở dài. Không ngờ anh còn là một cái tên không sợ chết. Được thôi, tôi cũng nói qua nguy hiểm với anh rồi, nhưng anh chắc chắn muốn đi trả liên quan. Tôi đồng ý là đưa anh một tấm liệt công phù, rồi nói xem điều kiện thứ hai anh là gì. Điều kiện thứ hai là đưa kỷ viêm tử tụy của cô cho tôi. Diệp Mặc nếu như quyết định giúp đỡ kỷ viêm tử tụy, không cần thì phí. Tần Niệm Mân hừ một tiếng nói, tôi còn tưởng anh không có hứng thú với kỷ viêm tử tụy thật, hóa ra là chế ít. Nhưng anh muốn đến tinh vực hỗn độn lấy kỷ viêm tử tụy cũng lãng phí. Lãng phí là chuyện bản thân tôi, cũng chả liên quan tới cô. Diệp Mặc không chút do dự cắt lời Tần Niệm Mân. Được, không có vấn đề. Kỷ viêm tử tụy đưa cho anh trước, còn liệt công phù đợi khi anh đến cực kiếm tiên môn, sau đó tôi giúp anh xong. Anh giúp tôi xong, tôi tìm cha bảo đưa một tấm phủ cho anh. Tần Niệm Mân không chút do dự nói, quyết định vậy đi. Diệp Mặc lập tức nói xong hắn thu kỷ viêm tử tụy lại hỏi tiếp. Cô cần tôi giúp thế nào cứ nói thẳng. Giao dịch thành công, Tần Niệm Mân không dài dòng nói thẳng. Người bạn đó của cha tôi Công Tôn Ân dẫn theo đệ tử gác là Công Tôn Trì Ngọc đã ở cực kiếm tiền môn chúng tôi, cha tôi muốn tôi lập tức về. Nếu không dẫn Húc Thao về, cha tôi hứa gả tôi cho Công Tôn Trì Ngọc. Trong mắt cha tôi tên Công Tôn Trì Ngọc kia là một thứ quý báu bỏ lỡ rất đáng tiếc. Nhưng mà nếu cha cô cố ý đem cô gả cho tên Công Tôn Trì Ngọc, dù tôi giả mạo cái gì là người của cô cũng là vô dụng. Diệp Bạc lo lắng nói, hắn làm việc không làm thì thôi, nếu đã làm thì làm đến cùng, giờ lấy đồ người ta rồi đợi đã đỡ lấy liệt không phủ nữa. Nếu như không giúp đỡ thì không giúp nổi, hắn rất ngại. Tần Niệm Mân cười, anh không cần lo, cha tôi không phải loại người như vậy, chỉ cần anh không kém tên Công Tôn Trì Ngọc là bao, cha tôi cũng không ép anh. Hơn nữa, người mà cha tôi thích nhất là Tiên Đan Sư, anh thoạt nhìn không lớn tuổi, đã là Tiên Đan Sư tam phẩm, nói không chừng còn cao minh hơn tên Công Tôn Trì Ngọc một chút. Cho dù anh không bằng anh ta, cũng có thể luyện chế Tiên Đan Sư tam phẩm, cho tôi chắc chắn là tôn trọng ý kiến. Được, nếu như vậy tôi chắc chắn không có vấn đề. Khi nào thì đi? Diệp Mặc gật đầu hỏi. Tần Niệm Mân hài lòng với thái độ Diệp Mặc lập tức nói, ý của tôi là càng sớm càng tốt. Một ngày sau, Diệp Mặc giao Hắc Lô Đan Lâu cho Duẫn Ưng và Liễu Trung Yên, để lại một số tiên đan tam phẩm và nhị phẩm cùng Tần Niệm Mân rời Hắc Lô Trấn. Trước khi đi, Diệp Mặc cố ý nhắc nhở 5 người ở Hắc Lô Đan Lâu, nếu chán ngán ở đây rồi có thể tới cùng Hoa Thiên tìm hắn. Nếu có chuyện cực kỳ nguy hiểm có thể từ phòng của hắn ngồi truyền tống trận tới rừng rậm Hắc Lô. Truyền tống trận sau khi Diệp Mặc bố trí xong vẫn chưa dùng qua, để lại cho 5 người Duẫn Ưng. Diệp Mặc biết rõ cùng Hoa Thiên rất xa, còn cho rằng Tần Niệm Mân dùng tiền ký phi hành trung phẩm, không ngờ Tần Niệm Mân lấy ra tiền ký phi hành thượng phẩm. Nội tình đại là tiền môn không phải bình thường, với tu vị Tần Niệm Mân cũng có tiền ký phi hành thượng phẩm. Đáng thương cho hắn giờ là dùng Thanh Nguyệt mang tử tu chân giới. Thanh Nguyệt cũng là do Lục Vô Hộ giúp luyện chế. Lão Lục đó bây giờ không biết thế nào. Lúc trước sau khi lão bị thương cũng không có tin tức. Nghĩ tới luyện khí của mình là do Lục Vô Hộ chỉ cho, Diệp Mặc không khỏi có chút cảm thán. Tôi nghe nói cùng Hoa Thiên rất xa, cô có tiền khí phi hành thượng phẩm cần bay bao lâu? Diệp Mặc không kìm chế hỏi. Tần Niệm Mân im lặng nhìn Diệp Mặc. Anh thật muốn biết có thể bay bao lâu? Dù là hư không giữa thiên vực không có nguy hiểm nào, chúng ta bay mấy trăm năm cũng là không đụng tới biên giới. Xa như vậy. Diệp Mặc hít một hơi lạnh, thiệt thỏ choán lúc trước là cuồng vọng cho rằng mình bay qua thiên vực, hóa ra là ếch ngồi đáy giếng. Dùng tiên khí phi hành thượng phẩm cũng là phải vô số năm, hai người của mình phòng trường cả đời không qua. Tần Niệm Mân liếc nhìn Diệp Mặc dứt khoát nói, chúng ta tới Tần Quỳnh Tiền Thành ngồi truyền tống trận tới đồng thiên vực, rồi lại ngồi truyền tống trận tới Ma Di Thiên Vực, từ Ma Di Thiên Vực ngồi truyền tống trận đến. Diệp Mặc chỉ nghe đến truyền tống trận, đến truyền tống trận, sau đó lại phải phi hành một tháng mới đến Cung Hoa Thiên Vực. Vậy khoảng cách bao xa xa như vậy, Tần Niệm Mân muốn tới rừng rậm Hắc Lô làm cái gì? Vậy cô tới rừng rậm Hắc Lô làm gì? Diệp Mặc nghĩ tới nghi ngờ hỏi, đây là chuyện riêng, tôi có cần phải nói với anh không? Tần Niệm Mân nhíu mày đáp, cô bỗng cảm thấy mình chọn Diệp Mặc cũng không chính xác, thế này dường như cái gì cũng không biết, căn bản như con gà mờ. Chẳng may trước mặt cha mình so sánh cái tên Công Tôn Trì Ngọc thì kém quá xa, cha mình chắc chắn không đồng ý yêu cầu của mình. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải thằng ngốc, nhìn vẻ mặt Tần Niệm Mân niệm biết người con gái này có chút khó chịu, vốn dĩ hắn còn định nói bóng nói gió nghe ngóng tin tức ụ đá thứ năm rồi dứt khoát không hỏi tới. Ụ đá đó nếu bán ra đấu giá ở Cung Thiên Cung Hoa Thiên, một ngày nào đó hắn có thể nghe ngóng được, giờ dù biết cũng là vô dụng. Thế Diệp Mặc không hỏi nữa, Tần Niệm Mân không biểu hiện vẻ mặt ra ngoài cho Diệp Mặc thấy. Một tháng sau, Diệp Mặc theo Tần Niệm Mân từ truyền tống trận ở Cung Hoa Thiên bước xuống, sau đó ngồi tiên khí phi hành của Tần Niệm Mân
Có thể Diệp Mặc không có tiếp tục hỏi han gì khiến Tần Niệm Mân cảm thấy Diệp Mặc có chút bất mãn với mình. Nghĩ đến phải sắp về đến Cực Kiếm Môn chẳng may khiến Diệp Mặc mang tâm trạng này đến chỗ cha, các bạn không cần giả mạo cũng trực tiếp bị loại. Nghĩ tới đây, Tần Niệm Mân bắt đầu thay đổi thái độ, chủ động trò chuyện cùng Diệp Mặc về một số chuyện tiền giới và một số quy tắc. Diệp Mặc đương nhiên rất thích nghe thứ này, căn bản không hiểu gì về 33 thiên vực, sự hiểu biết quán chỉ giới hạn ở mấy cái tên. Còn Tần Niệm Mân xuất thân là đại la tiên môn, kiến thức rộng rãi, những nơi qua cũng nhiều, cho nên các loại quy tắc, các loại kỳ văn có thể hạ bút thành văn, khiến cho Diệp Mặc tăng kiến thức. Dù đã hắn biết ý tứ Tần Niệm Mân, lòng cũng không có gì là phản cảm. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ dẫn dắt Tần Niệm Mân nói tới hướng đi ụ đá hay không, Tần Niệm Mân chủ động nói đến chuyện này. Trước kia tôi chẳng phải nói với anh về hình ảnh ụ đá tôi ghi lại đấy. Cha tôi nói người mua ụ đá căn bản không phải người 11 hạ tiên vực, mà tới từ trùng tiền, thậm chí là thượng tiền vực. Hơn nữa tu vị gã rất cao, cha tôi cho rằng ít nhất là tiên vương, dù là tiên tông cũng không phải là không có khả năng. Tần Niệm Mân sau khi nói tới đây, Diệp Mặc hiểu người con gái này căn bản bản thân mình cũng không biết là tụ sĩ mua ụ đá đó là ai. Cô lúc trước nói chỉ có cô và cha biết, hoàn toàn là vì lừa mình. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không khỏi cực kỳ thất vọng, lại không thể nào khiến Tần Niệm Mân miêu tả tướng mạo người đó một chút chỉ nói mắc. Hóa ra cô cũng không biết người đó là ai. Khi bắt đầu nghe cô nói, tôi còn tưởng rằng có quả thực biết cao nhân đó. Tần Niệm Mân vốn dĩ không có gì để nói lên kiếm chuyện cho vui, giờ nghe thấy cái lời châm chọc, Diệp Mặc lập tức chân mày dựng lên phát điên. Bản thân mình có lòng tốt nói cho hắn nhiều thứ, thế này không cảm ơn thì tôi lại còn nói khẽ mình, đúng là quá đáng. Diệp Mặc lòng cực kỳ thất vọng, lúc này mới là nói móc. Sau khi nói xong, hắn biết là bất luận từ góc độ nào cũng không nên nói nửa chữ về chuyện ụ đá kia. Đồng thời lòng cũng cảm thấy tâm tình hắn còn phải tu luyện. Sau khi tâm tình suy nghĩ thiệt hơn bức thiết, nhất định phải hiểu che giấu chính mình. Lúc này Tần Niệm Mân muốn trầm chập lại, sắc mặt cô lội vui mừng. Sau đó cô kéo Diệp Mặc đứng trên mũi thuyền để Diệp Mặc tới gần cô hơn. Thân tức Diệp Mặc thấy được mấy cái đường độn quan tới, xem ra là người môn phái Tần Niệm Mân đón cô. Mấy người độn quan nhanh chóng bay trước mặt phi thuyền Tần Niệm Mân là bà tà sụ, bà tù sĩ, một nam hai nữ. Niệm Mân, hai nữ tù thấy Tần Niệm Mân đứng trên phi thuyền lập tức ngạc nhiên lao tới, đồng thời thu hồi pháp bảo phi hành, hạ xuống phi thuyền của Tần Niệm Mân. Niệm Mân sư muội, em trở về rồi. Nam tu kia là thu lại pháp bảo phi hành, đến trước phi thuyền của Tần Niệm Mân. Tần Niệm Mân vui vẻ ôm hai nữ tù chào hỏi nam tu, lúc này nhớ ra Diệp Mặc. Niệm Mân, hắn là... Không cần Niệm Mân giới thiệu, một nữ tù mặt trái xoan thấy Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Tần Niệm Mân thoải mái kéo tay Diệp Mặc nói, đây là bạn của em. Diệp Mặc không đợi Tần Niệm Mân nói tên, chủ động nói, cho hai vị sư tỷ và vị sư huynh này, tôi tên Diệp Mặc. Diệp Mặc sợ khi Tần Niệm Mân giới thiệu hắn dùng cái tên húc thao kia giới thiệu, dứt khoát nói tên mình trước. Hắn cũng không muốn tùy tiện dùng tên người khác gọi tên mình, vẫn thoải mái hơn. Tần Niệm Mân quả thực là định dùng tên người trong lòng, không ngờ Diệp Mặc là chủ động giới thiệu tên, lập tức khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng khôi phục cái trạng thái ban đầu. Đúng vậy, đây là anh bạn Diệp Mặc của em dẫn về để cho em xem mặt. Dù không nói thẳng Diệp Mặc là bạn song tu, lời này chứng tỏ Diệp Mặc là người đó. Nghe tới lời của Tần Niệm Mân, nam tu cùng hai nữ tu đánh giá Diệp Mặc từ trên xuống dưới, không nhìn ra chỗ khác biệt của Diệp Mặc. Thật không biết Tần Niệm Mân ưu tú như vậy, sao lại kết giao cùng người bình thường này bầu bạn. Chương 1563, đệ nhất mỹ nhân Cực Kiếm Môn. Thấy mấy người bọn họ dò xét Diệp Mặc, Tần Niệm Mân vội nhìn Diệp Mặc giới thiệu. Bọn họ đều là huynh muội đồng môn của em. Đây là Lục sư huynh, Vương Ổn Thanh. Nói xong chỉ tay về phía nam tô kia, Diệp Mặc phát hiện Vương Ổn Thanh này tu vị là huyền tiên sơ kỳ, còn cao thầm hơn Tần Niệm Mân một chút. Lập tức Diệp Mặc biết nữ tu khuôn mặt trái xoan là Thi Nhã Du, còn nữ tu bên cạnh vô cùng dễ thương tên là Phong Mạch Thuần, đều là kim tiên hậu kỳ. Sư muội Tần Niệm Mân có quan hệ thân thiết với Tần Niệm Mân. Có thể vì mối quan hệ của Tần Niệm Mân, dù là Diệp Mặc thoạt nhìn bình thường lại chỉ là kim tiên sơ kỳ, mấy người Vương Ổn Thành lại nhiệt tình với Diệp Mặc. Trong khi mấy người nói chuyện cũng không quên nói với Diệp Mặc tu sĩ kim tiên tên là Phong Mạch Thuần đối với Diệp Mặc thậm chí còn rất nhiệt tình. Tốc độ tiền khí phi hành thượng phẩm là vô cùng nhanh, mấy người trên đường đi vừa nói chuyện cũng nhanh chóng tới trước Cực Kiếm Tiên Môn. Khi Diệp Mặc thấy Cực Kiếm Tiên Môn lượn lờ tiên vận, khí thế hùng vĩ đập vào mặt, lòng lại bùi ngùi mãi không thôi. Nơi này mới thực sự là phòng phạm tiên giới. Bị Dực Tiên Thành đã hoành tráng, nhưng so với Cực Kiếm Tiên Môn thiếu cái thứ gì đó. Còn Hắc Lôi Trấn căn bản là lời không khác gì so với tù chân giới lắm. Mấy người hạ xuống bên ngoài Cực Kiếm Tiên Môn,
tiền đình khí lồng đậm tràn tới, Dạ Bạc lòng là càng hâm mộ. Đây mới là bên ngoài cực kiếm tiên môn, nếu như là nơi có tiền linh khí lồng đậm nhất tiền giới là đã là tiên môn thì sẽ thế nào, nếu là vị tiền tông môn sẽ thế nào đây. Trận pháp phòng ngự bên ngoài cực kiếm môn, Diệp Mặc mặc dù không nhìn kỹ cũng biết thế này tuyệt đối không thấp hơn là tiên trận cấp 7. Ở cửa vào cực kiếm môn, một đám mây mù tiền linh bay qua, hai chữ cực lớn cực kiếm giờ như là muốn bay theo, khiến cho Diệp Mặc choáng váng. Diệp Mặc chằm chằm nhìn hai chữ, đầu bỗng hiện từng đường kiếm khí vô cùng vô tận. Những kiếm khí đó dường như muốn bộc phát, lại dường như đang lội lên. Có một loại cảm giác bộc phát từ trong lòng hắn, hắn cuối cùng là giữ vững thứ đó không bị phun ra ngoài, như có như không tóm chặt được hắn. Trong lòng có chút vội vã gấp rút, chỉ vội vàng một chút này thôi cảm giác hoàn toàn biến mất. Đập vào mắt là hai chữ cực kiếm lớn, thật lợi hại. Diệp Mặc im lặng nhìn hai chữ, lòng là thầm khâm phục vị cao nhà nào để lại hai chữ. Người này không biết tu vị gì. Anh Diệp, anh nhìn gì vậy? Một cái vị sư muội khác của Tần Niệm Mân nhập phòng mạch thuần thế Diệp Mặc ánh mắt thất thần chủ động hỏi. Diệp Mặc giật mình, hai chữ cực kiếm này chắc hẳn là bao hàm cả bí mật cực kiếm môn. Còn bản thân mình tu luyện tam sinh quyết, danh nhất là diễn sinh bí mật bất kỳ công pháp nào. Nếu mình nói hai chữ này nhìn ra lòng xúc động, có thể bị người ta nghe ngóng cơ mộc hay không? Tôi chỉ cảm thấy tiên linh khí nơi này nồng đậm, muốn ở nơi này tu luyện phải làm có thể tiến bộ lớn hay không? Diệp Mặc mượn cớ phong mạch thuần phong tình vạn phần liếc nhìn cái ý đó, tin anh mới là lạ, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi. Diệp Mặc theo sau bốn người của cực kiếm môn tiến vào môn phái, quả nhiên là tiên linh khí càng nồng đậm hơn. Lần này Diệp Mặc thực sự muốn ở đây tu luyện vài năm rồi. Đừng có lo chuyện tu luyện, đợi anh trở thành dây hiền của cực kiếm môn chúng tôi, anh còn không sợ có nơi tu luyện sao? Phong Mạch Thuần lại lần nữa nói nhỏ giọng cười khanh khách bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng có chút im lặng, muốn ở nơi này tu luyện là giả, còn chuyện làm dây hiền cực kiếm môn thì miễn đi. Không phải là tôi cũng không muốn. Mạch Thuần, sao em cứ xì xào gì bên tai Diệp đại sư huynh thế, không sợ Niệm Mân ghen sao? Một nữ tù khác tên là Thi Nhã dù thấy Phong Mạch Thuần lúc nào cũng thì thầm to nhỏ bên tai Diệp Mặc, cố ý làm đến tiếng trêu ghẹo. Sắc mặt Phong Mạch Thuần đỏ bừng muốn nói gì, lại thấy hai cái đường độn quang hạ xuống trước mặt hai người. Người hạ xuống là hai tu sĩ, một nam một nữ. Nam vô cùng anh tuấn tu bị huyền thiên sơ kỳ, còn nữ tù tuyệt đối không kém Tần Niệm Mân, thậm chí Diệp Mặc thấy còn xinh hơn Tần Niệm Mân ba phần, vô cùng dễ thương, mì mục như vẽ, tùy tiện nhìn thấy xinh đẹp. Nhìn thân hình này khiến Diệp Mặc nhớ tới Thanh Như còn ở trong hạt châu. Một người con gái đẹp như vậy khiến Diệp Mặc không khỏi nhìn lấy vài cái, thứ tốt cũng là dùng để ngắm nghía thưởng thức mà. Người con gái xinh đẹp cũng vậy, cũng để ngắm nghía. Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối là sắc mặt người con gái này không ngờ lạnh như băng, còn tu vị nồng huyền tiên sơ kỳ. Niệm Mân, em về rồi. Người nam tu khôi ngô thấy Tần Niệm Mân sắc mặt vui mừng lập tức lên tiếng chào hỏi. Nữ tù cực kỳ xinh đẹp cũng thành đạo hỏi một câu. Tần Niệm Mân lại cao hứng nói, Vũ sư huynh bằng dù sư tỷ, hai người muốn ra ngoài sao? Nam tu gọi là Vũ sư huynh vội nói, không đúng, là một người bạn sư phụ, bằng dù tới bằng dù muốn tới đón họ, anh đi cùng bằng dù mà thôi. Diệp Mặc vừa nghe là biết chuyện gì, quả là Tần Niệm Mân lại tự cười nói, vậy chúc Vũ sư huynh mã đáo thành công. Tất cả mọi người hiểu câu là ý gì, chỉ có điều lữ tù sắc mặt lạnh như băng kia vẫn là lạnh lùng không nói câu nào. Thế hai người phóng pháp bảo phi hành biến mất khỏi cực kiếm môn. Phong Mạch Thuần lại lần nữa thì thầm bên tai Diệp Mặc, anh thấy bằng dù sư tỷ có phải xinh đẹp hay không? Cô ấy chẳng những là tiên tử xinh đẹp nhất cực kiếm môn, cũng là đệ nhất mỹ nữ trong cung Hoa Thiên. Anh chắc hẳn là cũng không phải có người mới lưới cũ, sau này thấy bằng dù sư tỷ lại thích bằng dù sư tỷ đấy chứ. Diệp Mặc có chút im lặng, hắn dường như chỉ biết cái cô Phong Mạch Thuần này trong thời gian ngắn, sao người con gái này giống như là cô ta nhiều chuyện như trên trái đất vậy. Bằng dù sư tỷ kia quả là xinh đẹp, hơn nữa tu vị nào huyền tiên sơ kỳ, với Diệp Mặc mà nói thấy nhắm chút cũng vậy mà thôi. Mỹ nữ tiền giới nào cũng có, nếu so sánh thì người con gái xấu xí ngược lại rất ít. Cái này không có gì ngạc nhiên, dù Diệp Mặc biết bằng dù kẹt chắc hẳn không có sửa chữa dung mạo, nhưng nếu lấy mỹ nữ tiền giới so sánh với Tố Tố Khinh Tuyết thì Diệp Mặc thấy vẫn kém quá xa. Tố Tố Khinh Tuyết tính văn họ mới là mỹ nữ nghiêng lước nghiêng thành thực sự. Giọng Phong Mạch Thuần hơi có chút to, mấy người Tần Niệm Mần nghe thấy Tần Niệm Mần dỗi nói, Mạch Thuần em đừng có liên thuyền nữa được không? Thấy Tần Niệm Mân và mấy vị sư huynh muội cũng không có gì đặc biệt, Diệp Mặc lại có chút cổ quái, lòng có thêm thiện cảm với cục Tần Niệm Mân này. Sau khi vào sơn môn, Diệp Mặc theo mấy người bay mấy trăm dặm nữa,
đến một cái chân núi khác bao phủ mây mù. Ổn Thanh sư huynh, em phải đi gặp cha. Anh giúp em dẫn Diệp Mặc đi nghỉ ngơi chút nhé. Tần Niệm Ân thu lại pháp bảo phi hành nói với Vương Ổn Thanh đứng bên. Diệp Mặc thầm lắc đầu, nếu giả bộ là người yêu sắp xếp nơi nghỉ cho tôi chính là cô, giờ lại bảo người khác đi sắp xếp, nếu chuyển đến tai cha cô, ông ấy tìm mới là chuyện lạ. Vương Ổn Thanh định đáp lại Phong Mạch Thuần hãy chủ động. Niệm Ân, em vừa lúc không có chuyện gì để em sắp xếp cho. Nói xong cô quay người nói với Diệp Mặc. Diệp sư huynh, anh đi theo em. Thế Diệp Mặc theo sau Phong Mạch Thuần rời khỏi, thì Nhã Du áp tai Tần Niệm Ân nói. Niệm Ân, Mạch Thuần hình như đối với Diệp sư huynh không bình thường, cô ấy chẳng nhẽ là có chủ ý gì sao? Tần Niệm Ân làm gì đấy đến chuyện này? Dù là không bình thường thật cô cũng không thèm đi. Giờ thi Nhã Du nhắc tới cục chỉ là vỗ thì Nhã Du. Đừng có nói lung tung, chỉ đến gặp cha chị một chút, đợi lát nữa sẽ đến tìm em. Phong Mạch Thuần dẫn Diệp Mặc tới khu viện vô cùng u nhã chỉ bên trong rồi nói. Động phủ này không tệ chứ, anh ở đây đi. Bên ngoài khu vực viện có khoảng đất rộng lớn tu luyện pháp thuật, xung quanh có rừng trúc nhỏ và một hồ nhỏ, hơn nữa tiền linh khí đầy đủ, nơi này quả không tệ. Diệp Mặc lập tức hài lòng. Cảm ơn Mạch Thuần sư tỷ, nơi này rất tốt. Phong Mạch Thuần mỉm cười cũng không có đi luôn, ngược lại theo Diệp Mặc vào viện. Diệp Mặc có chút cổ quái nhìn Phong Mạch Thuần, hắn không hiểu vì sao người con gái này chưa rời đi. Thấy Diệp Mặc nghi ngờ nhìn mình, Phong Mạch Thuần bỗng nói. Diệp Mặc, nếu tôi đoán không sai, anh căn bản cũng không phải người trong lòng Tần Niệm Ân đúng không? Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Đúng vậy, tôi không phải. Hắn không cần phủ nhận, nếu mà Phong Mạch Thuần nhìn ra rõ ràng Phong Mạch Thuần biết Tần Niệm Ân có người trong lòng là sự thật, hắn và Tần Niệm Ân chỉ là một vụ giao dịch. Bản thân Tần Niệm Ân lộ ra trần tướng căn bản không liên quan tới hắn, hắn không cần áy náy. Anh là một người cực kỳ thẳng thắn, nhưng anh chẳng lẽ không thích Tần Niệm Ân sao? Cô ấy là người xinh đẹp đứng thứ hai cực kỳ môn chúng tôi đấy. Phong Mạch Thuần thấy Diệp Mặc thẳng thắn như vậy có chút nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc ngồi xuống tự rót cho mình một chén tiên linh trà, lời này hắn lười chẳng thèm trả lời. Hắn cảm thấy cái câu Phong Mạch Thuần này có chút cổ quái. Đây là lần đầu mình và cô ấy gặp, vẻ mặt cô ấy lại bát quái khiến Diệp Mặc cảnh giác. Thấy Diệp Mặc tới trả lời không thèm trả lời mình, Phong Mạch Thuần tự nhiên cười. Được rồi, vừa rồi tôi hỏi linh tinh, anh chắc hẳn là có vụ giao kèo với Tần Niệm Ân. Tôi cũng không quản vụ giao kèo hai người, Tần Niệm Ân có thể gọi anh mạo danh Ngạn Húc Thao, chắc hẳn anh cũng là một tiên đan sư. Giờ anh là tiên đan sư mấy phẩm? Hóa ra người trong lòng Tần Niệm Ân là Ngạn Húc Thao. Đối với lời nói của Phong Mạch Thuần này, Diệp Mặc coi như không nghe, căn bản không muốn trả lời. Còn Phong Mạch Thuần có phải mật báo hay không, Diệp Mặc căn bản không có quan tâm. Thế Diệp Mặc căn bản cũng khó chơi. Phong Mạch Thuần sau khi cắn răng lấy một cái đống tiên linh thảo, lại lấy một cái đài xe nói. Cho anh nguyên liệu của 12 lò thái ất đan, anh có thể luyện chế được bao nhiêu lò đan dược? Nếu anh một lò luyện chế không ra, vậy thì coi như tôi chưa nói gì. Chả trách người con gái này không bình thường với mình, hóa ra ý đồ muốn mình luyện chế đan dược. Chương 1564, thăng cấp đại sư tiên đan. Diệp Mặc cầm lấy đài sen xem xét, quả là một đóa nê liên. Giá trị nguyên liệu của 12 lò đan này căn bản không thể đo đếm. Phong Mạch Thuần chỉ là tu vị kim tiên không ngờ lấy ra được. Diệp Mặc quả thật có chút kinh dị với lữ tù trước mặt. Không cần nói là một lữ tù tu vị kim tiên, dù là đại môn phái cũng chưa chắc một lần lấy nguyên liệu của 12 lò thái ất đan. Hơn nữa nê liên này Diệp Mặc cảm giác không ngờ vô cùng cổ quái. So với nê liên lúc trước ở đầm lầy lão tức, lại có mùi vị tiên linh hơn, thậm chí mang hương vị hỗn độn. Dù không thể nào là linh thảo hỗn độn, Diệp Mặc cũng biết đài sen nê liên hắn cầm trong tay là hàng cao cấp, ở đây là có hái được đóa nê liên này. Khiến Diệp Mặc càng kinh dị, nguyên liệu quý giá ấy cô tại sao là tìm một tiên đan sư không tên tuổi để luyện chế? Thái đan là một đan sư chỉ có đại sư tiên đan mới luyện chế ra, còn Phong Mạch Thuần này lần đầu gặp mình thậm chí thấy được mình chưa thấy lấy lò đan, dựa vào cái gì biết mình có thể luyện chế tiên đan tứ phẩm? Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, cô lấy thứ tiên linh thảo quý giá như vậy, còn lấy ra nhiều như vậy đưa tôi luyện đan, chẳng lẽ cô sợ không sợ tôi tiết lộ ra ngoài, hoặc là cô không sợ chuyện tôi luyện hỏng toàn bộ? Diệp Mặc khi xác nhận là Lê Liên bình tĩnh, đặt đóa Lê Liên trong tay xuống rồi hỏi. Thế Diệp Mặc chỉ trong thời gian ngắn ngủi hoàn toàn bình tĩnh. Phong Mạch Thuần thầm thở dài chỉnh đốn tâm trạng một chút rồi nói. Tôi tin tưởng cảm giác mình, tôi tin rằng anh là một người biết giữ lời, không phải là một tiểu nhân. Tôi chắc chắn dù anh luyện chế được hay không, anh cũng không lộ giao dịch giữa hai chúng ta. Còn tôi đúng là tìm không được người khác để luyện đan. Dù tôi và anh là lần đầu gặp mặt, nhưng tôi cũng muốn đánh cược một phen vì tôi không còn thời gian. Thế Diệp Mặc không tỏ vẻ gì, Phong Mạch Thuần lại cắn răng. Tôi tu luyện tới hôm nay vẫn là bảo trì thân thể thuần âm, nên anh có thể luyện chế được thái ất đan. Thời gian giao đan tôi cũng có thể cho anh.
Mặc dù không thể khiến cho anh thăng cấp đến trình độ cao hơn, chắc chắn khiến tôi bị anh tiến thêm một bước. Nói xong, Phong Mạch Thuần kéo búi tóc xuống, thậm chí cố kéo áo bên, lộ ra đường vòng trắng kinh người. Mùi hương thoang thoảng truyền tới Dư Mặc thầm than, cực kiếm môn này dường như là có truyền thống như vậy. Có giả song tu, có làm thật, Dư Mặc khua tay. Những thứ khác thì thôi đi. Thất đàn tứ phẩm tôi chắc chắn có thể luyện chế ra, nhưng tỷ lệ thành công cũng không chắc. Tôi có thể luyện cho cô 5 lọ thất đàn, nhưng có một điều kiện vô cùng nhỏ, hoặc nói căn bản không coi là điều kiện. Phong Mạch Thuần muốn luyện nhiều thất đàn như vậy chắc hẳn không phải vì bản thân cô, còn chuyện dùng làm gì cũng không liên quan tới hắn. Tiền đàn tứ phẩm Dư Mặc cũng là từng luyện chế qua ở Hắc Lô Trấn. Dù đã không luyện chế ra được thượng phẩm, đàn dược trung phẩm chắc hẳn không vấn đề. Huống chi lúc đó hắn mới là luyện chế ra 5 lò tiền đàn tứ phẩm cũng đã thành công. Giờ Phong Mạch Thuần nháy mắt lấy ra nguyên liệu chế 12 lò thái đàn. Dù hắn luyện chế thất bại 2 lò cũng có thể thành công được 10 lò. Ninh Dư Mặc cũng không có định luyện chế 10 lò thái đàn. Trong số nguyên liệu này rất nhiều tiên linh thảo cấp 4 phụ trợ, với Dư Mặc mà nói tác dụng rất lớn. Hơn nữa một mình hắn căn bản không có dùng hết 5 lò thái đàn, không cần lãng phí. Cho nên hắn chuẩn bị luyện chế 5 lò cho Phong Mạch Thuần, bản thân mình luyện chế 1 lò, giữ lại 2 gốc nên niên. Trồng vào thế giới trang vàng, những nguyên liệu còn lại cứ giữ rồi tính sao. Diệp đàn sư anh thực sự luyện chế được thái đàn. Phong Mạch Thuần xông đến, thậm chí nắm tay Diệp Mặc, sự vui mừng của cô không thể khống chế được. Cô thực sự vạn bất đắc dĩ mới tìm Diệp Mặc. Nếu như có lửa phần cơ hội, cô tuyệt đối không tìm Diệp Mặc. Tiên đàn sư trước bao giờ chưa bao giờ luyện chế tiên đàn tứ phẩm. Dư Mặc hơi tránh một chút, bất luận Phong Mạch là cố ý vô tình nắm tay của hắn, Dư Mặc cũng không để hai tay mình bị bắt chặt. Mắt Phong Mạch Thuần thậm chí đỏ lên nhìn chăm chăm Dư Mặc, hoàn toàn không để ý đến sự phòng bị của Dư Mặc. Không ngờ Dư Mặc là hứa cho cô 5 lò thái đan, dù Dư Mặc bốc vách cô có thể lấy được 1-2 lò đã mãn nguyện. Thế Dư Mặc không thèm nói thêm. Phong Mạch Thuần lập tức nhớ ra câu hỏi vừa nãy Dư Mặc không do dự. Không chỉ nói điều một điều kiện, chỉ cần anh giúp tôi luyện chế thái đan, dù là 10 điều kiện tôi cũng bằng lòng. Tôi chỉ cần biết gốc nên niên này từ đâu mà có. Dư Mặc cảm thấy Phong Mạch Thuần thực sự kích động. Hắn cũng rất khó lý giải. Tư chất Phong Mạch Thuần có thể luyện tới kim tiền rõ ràng không phải quá kém. Một đại la tiền môn cực kiếm môn không thể nào không có một cái viên thái ớt đàn đưa cho Phong Mạch Thuần. Nhưng từ thứ này là thứ hắn không phải quan tâm. Cái hắn quan tâm là niên liên lấy từ đâu. Là từ tình vực hỗn độn, anh trai tối tới. Tình vực hỗn độn thí luyện, tìm được một gốc niên liên đáng thương anh trai tôi. Không chết trong tĩnh vực hỗn độn, sau ra ngoài lại bị ám sát. Nói tới đây Phong Mạch Thuần vành mắt đỏ lên, không phải kích động mà là vì thương tâm và tức giận. Hóa ra lại là tình vực hỗn độn, Dư Mặc lòng là lên dâng chút khát vọng với tình vực hỗn độn. Không ngờ không đơn giản có thể thí luyện mà là nhiều tiên linh thảo như vậy. Đồng thời có chút đồng cảm với Phong Mạch Thuần trước mặt. Tình vực hỗn độn sau khi thí luyện ra ngoài xong ngược lại bị người ta ám toán, cái này quả là quá mức bình thường. Dư Mặc không muốn hỏi tiếp chuyện anh trai Phong Mạch Thuần. Hắn nói với Phong Mạch Thuần, tôi giờ giúp cô luyện chế, 3 canh giờ sau cô lấy đan dược. Trong 3 canh giờ anh có thể luyện chế 5 lọ thái đan. Anh là tiên đan sư ngũ phẩm. Thấy Dư Mặc nói vậy, Phong Mạch Thuần kiếp sợ nhìn Dư Mặc. Đại sư tiên đan ngũ phẩm, dù 11 hạ thiên vực cũng là cao cao tại thượng, vô số tiên nhân kính ngưỡng, chẳng lẽ Diệp đan sư trước mặt là đại sư tiên đan ngũ phẩm? Cái này sao có thể? Nếu hắn nói là phải, vậy tuyệt đối là lừa đảo. Không phải, Dư Mặc trả lời thẳng thắn. Hắn tin rằng thăng cấp tiên đan sư cũng đơn giản, chỉ cần tiên linh thảo là có thể. Nhưng giờ chưa từng luyện tiên đan ngũ phẩm cũng không thể nói mình là tiên đan sư ngũ phẩm. Nói xong Dư Mặc chần chừ một chút nói, tôi hy vọng chuyện tôi giúp cô luyện đan cô cũng đừng nói ra ngoài. Lần này Phong Mạch Thuần cũng không chần chừ nói ngay, Diệp đan sư anh yên tâm, tôi chắc chắn không nói ra trừ khi tôi không muốn sống. Thế Dư Mặc chuẩn bị luyện đan, Phong Mạch Thuần vội nói, Diệp đan sư, tôi ở phòng bên cạnh đợi anh luyện xong gọi tôi một tiếng. Phong Mạch Thuần nói xong không đợi Dư Mặc trả lời quay về phòng bên cạnh. Giờ cô tâm trạng bâng khuâng, nghĩ đến chuyện thái đàn sắp vào tay, nghĩ đến chuyện gia tộc gần bị diệt vong rồi, lòng lại dâng lên ngọn lửa báo thù mãnh liệt. Không thể nào dựa vào tông môn, vậy dựa vào thực lực mình. Vì Phong gia anh trai cô cũng mất, cô còn cái gì để cố kỵ? Dư Mặc đã từng luyện chế tiên đàn tứ phẩm, khi hắn luyện chế ra tiên đàn tam phẩm, trên cơ bản là lửa tuần hương luyện chế một lò đàn. Khi luyện chế tiên đàn tứ phẩm là một tuần hương một lò, do có nguyên liệu 12 lò thái đàn. Hơn nữa tiên đình thảo có được lựa chọn kỹ càng, Dư Mặc tốn hơn 2 tuần hương luyện chế xong 7 lò. Trong đó một lò thái đàn hạ đẳng, một thái đàn trung đẳng, 3 lò thái đàn thượng đẳng, 2 thái đàn hạng nhất, 7 lò đan dược không lò bị hỏng. Toàn bộ thành công, tới cuối cùng 2 lò thái đàn hạng nhất xuất hiện cũng tuyên bố Dư Mặc chính thức thăng cấp
Đại sư Tiên Hàn tứ phẩm. Thấy Diệp Mặc không đến 3 canh giờ ra ngoài, Phong Mạch Thuần lập tức căng thẳng, nhìn Diệp Mặc không hỏi gì. Một khi thất bại với cô là hoàn toàn xong đời. Diệp Mặc sau khi lấy 6 bình ngọc nói, có thêm một lọ thái ớt đan hạ đẳng, tiện thể tặng cho cô. Đối với một lọ thái ớt đan hạ đẳng, Diệp Mặc hoàn toàn không có ý giữ, dứt khoát cho Phong Mạch Thuần. Hắn giữ một cái lọ thái ớt đan hạng nhất, vốn dĩ là muốn giữ hai lọ thái ớt đan hạng nhất, nghĩ tới Lê Liên là do anh trai Phong Mạch Thuần mang về, bỏ ý định ngược lại cho cô thêm một cái lọ. Đây là lần đầu tiên Phong Mạch Thuần thấy đan sư chủ động cho mình đan dược, với cô mà nói chỉ cần thái ớt đan là được. Đương nhiên đan dược tốt nhất càng tốt, một lọ thái ớt đan hạ đẳng với Phong gia cô mà nói cũng là bảo vật vô giá. Cô run rẩy cầm từng bình ngọc mở. Ba lọ thái ớt đan thượng đẳng không nói, một lọ hạng nhất. Phong Mạch Thuần hoàn toàn chấn kinh, dù là đại sư Tiên An ngũ phẩm cũng không thể chế ra thái ớt đan tỷ lệ như vậy. Đây có phải nằm mơ không? Mấy phút sau cô hoàn toàn tỉnh, không phải nằm mơ mà là sự thực, đan dược trước mặt là thật. Cất hết đan dược đi. Diệp Mặc tiếp Phong Mạch Thuần có đang mơ hồ nhắc nhở một câu. Phong Mạch Thuần không kịp phản ứng, với tốc độ nhanh nhất cất hết toàn bộ mấy cái bình đan dược, lại khom người run giọng với Diệp Mặc. Diệp đan sư, tôi không ngờ anh lại nạt đại sư Tiên đan ngũ phẩm thật. Tìm đến anh luyện đan là chuyện tôi làm đúng nhất. Anh còn giỏi hơn Ngạn Thào Húc Thào đó nhiều. Nếu như tôi là Liệm Mân, tôi phải nghỉ ngơi rồi. Diệp Mặc biết Phong Mạch Thuần muốn nói gì, nhanh cắt lời. Hắn đến đây cùng với Tần Liệm Mân là một vụ giao dịch. Giao dịch xong, hắn tới Tinh Không Vực Hỗn Độn thí luyện, trên linh khí đầy đủ là nơi tốt nhất tu luyện, đáng tiếc đây lại không phải nơi của hắn. Đồng thời Diệp Mặc biết rõ chỉ là trong thí vực luyện sinh tử, hắn mới là tiếp tục khinh thường cung cấp vượt cấp chén giết. Cảm ơn. Phong Mạch Thuần là kìm nén kích động của mình, lấy một miếng ngọc sản đưa Diệp Mặc. Đây là thứ anh trai tôi để lại, từng qua Tinh Vực Hỗn Độn, đưa cho tôi tham khảo. Tiếc là tôi không có liệt không phủ, tôi đi trước. Cô nhìn ra Diệp Mặc muốn tới Tinh Vực Hỗn Độn. Diệp Mặc cầm miếng ngọc giản, nòng thầm nghĩ, quả nhiên sẵn tay giúp người ta chính là giúp mình. Miếng ngọc giản này là thứ hắn đang cần.